Kế lại có biển hương thủy tên là Thanh Tịnh Phạm Âm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Thanh Tịnh Phạm Âm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Hồi Xuất Tràng. Kế lại có biển hương thủy tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Hồi Xuất Tràng kế lại có biển hương thủy tên là diệu hương bảo vương quang trang nghiêm trong biển đó có thế giới chủ tên là phổ hiện quang minh lực kế lại có biển hương thủy tên là diệu bảo vương quang trang nghiêm trong biển đó có thế giới chủ tên là phổ hiện quang minh lực trong nhà phật có câu rằng đạo cao nhất xích mà cao nhất trượng, mà đến là giúp đỡ người tu đạo theo sự thấy trước mắt thì ma là kẻ phá hoại người tu đạo kỳ thật thì ma đến khảo nghiệm sự tu đạo của bạn. Nếu qua được sự khảo nghiệm thì có tư cách tiến bộ, sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu như chẳng qua được sự khảo nghiệm thì đầu hàng với ma, cam tâm tình nguyện là quyến thuộc của ma, bị ma sai khiến, phải luyện lại từ đầu. Phạm việc gì cũng phải từ mặt trái mà tìm chỗ tốt. Nếu nhận thức được thì ma là kẻ trợ giúp người tu đạo. Nếu chẳng nhận thức được thì ma là kẻ phá hoại người tu hành cho nên trong mỗi đạo tràng có người sắp chứng quả, có người sắp khai ngộ hoặc có người chuyên tâm tu hành thì lúc đó mà sẽ đến khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm đó chẳng phải từ một phía đến mà là từ bốn phương tám hướng kéo đến mà là kẻ vô hình vô tướng. Khi đến thì bạn chẳng biết, khi đi rồi thì mới rõ. Nếu chẳng qua được sự khảo nghiệm thì khảo chẳng hợp cách vì chưa đạt đến được cảnh giới thuần nhất thanh tịnh, do đó định lực chẳng kiên cố cho nên không chuyển được cảnh giới mà bị cảnh giới truyền. chùa Kim Sơn đều có dòng rắn lẫn lộn là đạo tràng phạm thánh tu hành với nhau. Có người nhận chân tu hành giữ gìn giới luật, có người chẳng tu hành suốt ngày chỉ cười cười nói nói, làm ảnh hưởng đến người khác tu hành đó là hành vi của ma. Nếu nhận thức được thì chẳng bị cảnh giới dở chuyển, chẳng nhận thức được thì bị cảnh giới truyền. Chúng ta tu đạo phải có định lực chuyển cảnh giới, nên nhớ, nên nhớ. Tất cả khảo nghiệm xem bạn làm thế nào, trước mắt mà chẳng biết phải luyện lại từ đầu. Tháng trước tôi đã nói qua, định sẽ đem tâm pháp truyền thọ cho người chân tâm tù đạo, người chân tâm chỉ giới đến nay đã nhận được các bài kệ của các vị làm, vì tôi phải đi hoàng pháp ở châu Á, tạm thời gác lại Tại khi nào tôi trở về thì sẽ quyết định người nào có tư cách có thể tiếp thọ tâm pháp ấn của Phật. Có người nói truyền tâm ấn pháp khi nào khai ngộ mới có thể truyền pháp, không sai. Dùng tâm ấn tâm mới truyền thọ được. Nhưng người nào có định lực, tâm kiên cố, có kim cang trí, các điều kiện trên thì đều có thể tiếp thọ đại pháp. Ta vị nên chú ý trước khi tiếp thọ nhất định sẽ có thiên ma đến nhiễu loạn, ma này rất là lợi hại, các vị phải cẩn thận tuyệt đối chẳng phải hí luận. Các Phật tử bên ngoài biển Hương Thủy liên hoa nhân Đà La Võng đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật bên ngoài biển Hương Thủy liên hoa nhân Đà La Võng đó, lại có 10 biển Hương Thủy, trong mỗi biển Hương Thủy lại có thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Kế hết lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Biến Hạnh. Kế hết lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Biến Hạnh. Kế hết lại có biển hương thủy tên là lưu Ly Trúc Mật Diễm Vân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Tỳ Lưu Ly, Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó có thế giới chủ tên là Hằng Xuất Biến Hóa phân 4 Thập Phương. Kế lại có biển hương thủy tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó có thế giới chủ tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân 4 Thập Phương. Kế lại có biển hương thủy tên là Xuất Hiện Chân Kim Mani Tràng trong biển đó có thế giới chủng tên là kim cang tràng tướng kế lại có biển hương thủy tên là xuất hiện chân kim mani tràng trong biển đó có thế giới chủng tên là kim cang tràng tướng kế lại có biển hương thủy tên là bình đẳng đại trang nghiêm trong biển đó có thế giới chủng tên là pháp giới dũng mãnh toàn kế lại có biển hương thủy tên là bình đẳng đại trang nghiêm trong biển đó có thế giới chủng tên là pháp giới dũng mãnh toàn kế lại có biển hương thủy tên là bảo hoa tùng vô tận quang trong biển đó có thế giới chủng tên là vô biển tịnh quang minh kế lại có biển hương thủy tên là bảo hoa tùng vô tận quang trong biển đó có thế giới chủng tên là vô biên tịnh quang minh kế <laughs> lại ừ có biển hương thủy tên là diệu kim tràng trong biển đó có thế giới chủng tên là diễn thuyết vi mật sứ kế lại có biển hương thủy tên là diệu kim tràng trong biển đó có thế giới chủng tên là diễn thuyết vi mật sứ kế lại có biển hương thủy tên là quang ảnh biến chiếu trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là quang ảnh biến chiếu trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là tịch âm trong biển đó có thế giới chủng tên là hiện tiền thủy bố kế lại có biển hương thủy tên là tịch âm trong biển đó có thế giới chủng tên là hiện tiền thủy bố có các biển hương thủy như vậy nhiều như số hạt bụi bất hòa thuyết cõi phật biển hương thủy như vừa nói ở trên có nhiều như số hạt bụi bất hòa thuyết cõi phật gần núi luân Vì nhất có biển hương thủy tên là mật diễm vân tràng trong biển đó có thế giới trùng tên là nhất thiết quang trang nghiêm dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng hiên lai làm thẻ nơi gần núi đại luân Vì nhất có biển hương thủy tên là mật diễm vân tràng trong biển đó có thế giới trùng tên là nhất thiết quang trang nghiêm thế giới đó dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng như lai làm thể tánh trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tịnh nhãn tràng nghiêm đức phật ở thế giới đó hiệu là kim ca nguyệt biến chiếu thập phương phía trên thế giới chủng nhất thiết quang trang nghiêm có hai mươi tầng thế giới trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tịnh nhãn trang nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là kim ca nguyệt phổ chiếu thập phương đang giáo hóa chúng sinh trên đó trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là liên hoa đức đức phật ở thế giới đó hiệu là đại tinh tấn thiện sát huệ phía trên thế giới định nhãn trang nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là liên hoa đức thế giới đó có vị phật hiệu là đại tinh tấn thiện sát huệ đang giáo hóa chúng sinh phía trên ngang bằng với thế giới ta bà có thế giới tên là kim cang mật trang nghiêm đức phật ở thế giới đó hiệu là sa la vương tràng phía trên thế giới liên hoa đức trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi phật có thế giới ngang với thế giới ta bà tên là kim cang mật trang nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là sa la vương tràng đang giáo hóa chúng sinh trên đó trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục. Phía trên thế giới Kim Cang Mật Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh Hải Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử bên ngoài biển hương thủy tích tập bảo hương tạng đó Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bên ngoài biển hương thủy, tích tập bảo hương tạng, lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy, đều có một thế giới trùng. Trong mỗi thế giới trùng, có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới trùng, tên là Vô Cấu Sương Trang Nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là nhất thiết bảo quang minh biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là vô Cống xưng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là chúng bảo hoa khai phu trong biển đó có thế giới trùng tên là hư không tướng kế lại có biển hương thủy tên là cát tường át biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là vô ngại quang phổ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là tích tập bảo anh lạc trong biển đó có thế giới trùng tên là Tịnh Trừ Nghi, kế lại có biển Hương Thủy tên là Tích Tập Bảo Anh Lạc, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tịnh Trừ Nghi. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Sinh Diệu Sắc Bảo, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thắng Tràng Chu Biến Hạnh kế lại có biển hương thủy tên là phổ sinh kim cang hoa trong biển đó có thế giới chủng tên là hiện bất tư nghỉ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là phổ sinh kim cang hoa trong biển đó có thế giới chủng tên là hiện bất tư nghỉ trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là tâm vương ma luân nghiêm sức trong biển đó có thế giới chủng tên là thị hiện vô ngại phật quang minh kế lại có biển hương thủy tên là tâm vương ma luân nghiêm sức trong biển đó có thế giới trùng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Trên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Trên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Hiện Thập Phương Toàn. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Trân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu kế lại có biển hương thủy tên là chân châu luân phổ trang nghiêm trong biển đó có thế giới chủ tên là chư phật huyện sở lưu có các biển hương thủy như vậy hiểu như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật các biển hương thủy như vừa nói ở trên có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật gần núi luân vị nhất có biển hương thủy tên là diêm phủ đàn bảo tạng luân trong biển đó có thế giới chủ tên là phổ âm tràng dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thẻ Nơi gần núi Luân vị nhất có biển Hương Thủy tên là Diêm Phủ Đàn Bảo Tạng Luân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Âm Tràng dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể tánh. Trên đó phương dưới cùng có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tinh Tấn Thí. Phía trên thế giới trùng Phổ Âm Tràng có 20 tầng thế giới, trên đó phương dưới cùng có thế giới tên là hoa nhị diễm thế giới đó có vị phật hiệu là tinh tấn thí đang giáo hóa chúng sinh trên đó trải qua các thế giới nhiều nhất số hạt bụi mười có phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là liên hoa quang minh tràng đức phật ở thế giới đó hiệu là nhất thiết công đức tối thắng tâm vương phía trên thế giới hoa nhị diễm trải qua các thế giới nhiều nhất số hạt bụi mười có phật có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng tên là liên hoa quang minh tràng Thế giới đó có vị Phật hiệu là nhất thiết công đức tối thắng tâm vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật ngang bằng với thế giới ta bà. Có thế giới tên là thập lực trang nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là thiện xuất hiện vô lượng công đức vương. Phía trên thế giới liên hoa quang minh tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật ngang bằng với thế giới ta bà có thế giới tên là thập lực Tra nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là thiện xuất hiện vô lượng công đức vương phật đang giáo hóa chúng sinh phường trên nhất của thế giới chủng đó có thế giới tên là mani hương sơn tràng đức phật ở thế giới đó hiệu là quảng đại thiện nhãn tịnh trừ nghi phường trền nhất của thế giới chủng phổ âm tràng có thế giới tên là mani hương sơn tràng thế giới đó có vị phật hiệu là quảng đại thiện nhãn tịnh trừ nghi đang giáo hóa chúng sinh các Phật tử bên ngoài biển hương thủy bảo trang nghiêm đó. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bên ngoài biển hương thủy bảo trang nghiêm đó có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy đều có một thế giới chủ. Mỗi thế giới chủ có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển hương thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó có thế giới chủ tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân kế lại có biển hương thủy tên là trí tu di quang minh tạng trong biển đó có thế giới trùng tên là xuất sinh quảng đại vân kế lại có biển hương thủy tên là trùng trùng trang nghiêm đại oai lực cảnh giới trong biển đó có thế giới trùng tên là vô ngại tịnh trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là trùng trùng trang nghiêm đại oai lực cảnh giới trong biển đó có thế giới trùng tên là vô ngại tịnh trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là mật bố bảo liên hoa trong biển đó có thế giới trùng tên là tối thắng đăng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là mật bố bảo liên hoa trong biển đó có thế giới trùng tên là tối thắng đăng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là y chỉ nhất thiết bảo trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là nhật quang minh võng tạng kế lại có biển hương thủy tên là y chỉ nhất thiết bảo trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là nhật quang minh võng tạng kế lại có biển hương thủy tên là chúng đang nghiêm tịnh trong biển đó có thế giới trùng tên, tên, tên là bảo hoa y Sứ. kế lại có biển hương thủy tên là chúng đang nghiêm tịnh trong biển đó có thế giới trùng tên là bảo hoa y xứ kế lại có biển hương thủy tên là cực thông Hoại hạnh trong biển đó có thế giới trùng tên là tối thắng hình trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là cực thông hoại hạnh trong biển đó có thế giới trùng tên là tối thắng hình trang nghiêm kế lại có biển hương thủy tên là trì diệu mani phong trong biển đó có thế giới trùng tên là phổ tịnh hư không tạng kế lại có biển hương thủy tên là trì diệu mani phong trong biển đó có thế giới trùng tên là phổ tịnh hư không tạng kế lại có biển hương thủy tên là đại quang biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là Đế thanh cự quang minh kế lại có biển hương thủy tên là đại quang biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là đế thanh cự quang minh kế lại có biển hương thủy tên là khả ái mani châu sùng mãn biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là phổ hống thanh kế lại có biển hương thủy tên là khả ái mani châu sùng mãn biến chiếu trong biển đó có thế giới trùng tên là phổ hống thanh có các biển hương thủy như vậy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết có phật các biển hương thủy như đã nói ở trên có nhiều huyết số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Nơi gần núi, luân vị nhất, có biển hương thủy tên là Xuất Thanh Bảo, trong biển đó có thế giới trùng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thẻ. Nơi gần núi, đại luân vị nhất, có biển hương thủy tên là Đế Thanh Bảo, trong biển đó có thế giới trùng tên là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát làm thẻ tánh trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là diệu thắng tạng đức phật ở thế giới đó hiệu là tối thắng công đức họa phía trên thế giới trùng chu biến vô sai biệt có 20 tầng thế giới trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là diệu thắng tạng trong thế giới đó có vị phật hiệu là tối thắng công đức huệ đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là trang nghiêm tướng Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là siêu thắng đại quang minh. Phía trên thế giới diệu thắng tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng tên là trang nghiêm tướng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là siêu thắng đại quang minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới ta bà, có thế giới tên là lưu ly luân phổ trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là tu di đăng. Phía trên thế giới trang nghiêm tướng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới ta bà, tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tu Di Đăng đang giáo hóa chúng sinh. Phương trên cùng của thế giới chủng đó có thế giới tên là Hoa Tràng Hải, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tại Biến Hóa Diệu vậy Vân. Phương trên cùng của thế giới trùng chu biến vô sai biệt có thế giới tên là hoa tràng hải thế giới đó có vị phật hiệu là vô tận biến hóa diệu huệ vân đang giáo hóa chúng sinh các phật tử bên ngoài biển hương thủy kim cang bảo tụ đó kế lại có biển hương thủy tên là sùng sức bảo bì nhi trong biển đó có thế giới trùng tên là tú xuất bảo tràng vị bồ tát đại hạnh phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật Bên ngoài biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ lại có 10 biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương Thủy đều có một thế giới chủ. Mỗi thế giới chủ có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Sùng Sức Bảo Bỉ Ni. Tướng thấp trong biển đó có thế giới chủ tên là tú xuất Bảo Tràng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủ tên là Hiện nhất thiết Quang Minh, kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Hiện nhất thiết Quang Minh. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Vân. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu kế lại có biển hương thủy tên là bảo thụ hoa trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là diệu hoa gián sức kế lại có biển hương thủy tên là bảo thụ hoa trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là diệu hoa gián sức kế lại có biển hương thủy tên là diệu bảo y trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là quang minh hải kế lại có biển hương thủy tên là diệu bảo y trang nghiêm trong biển đó có thế giới trùng tên là quang minh hải kế lại có biển hương thủy tên là bảo thụ phong trong biển đó có thế giới chủ tên là bảo diễm vân kế lại có biển hương thủy tên là bảo thụ phong trong biển đó có thế giới chủ tên là bảo diễm vân kế lại có biển hương thủy tên là thị hiện quang minh trong biển đó có thế giới chủ tên là nhập kim cang vô sở ngại kế lại có biển hương thủy tên là thị hiện quang minh trong biển đó có thế giới chủ tên là nhập kim cang vô sở ngại Kế lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên, Ngạn Hải Uyên. Kế lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Phổ Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên, Ngạn Hải Uyên. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Độ Tạng. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm trong biển đó có thế giới chủng tên là phổ thị hiện quốc độ Tạng có các biển hương thủy như vậy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật biển hương thủy như vừa nói ở trên có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật nơi gần núi luân bì nhất có biển hương thủy tên là bất khả hoại hải trong biển đó có thế giới chủng tên là diệu luân gián thú liên hoa tràng dùng tất cả phật được sở xuất âm làm thẻ nơi gần núi đại luân bì nhất có biển hương thủy tên là bất khả hoại hải trong biển đó có thế giới chủng tên là diệu luân gián thố liên hoa tràng dùng tất cả phật lực sở xuất âm làm thể tánh trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tốn diệu hương đức phật ở thế giới đó hiệu là biến hóa vô lượng trần số quang phía trên thế giới chủng diệu luân gián thố liên hoa tràng có hai mươi tầng thế giới trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là tốn diệu hương trong thế giới đó có vị Phật hiệu là biến hóa vô lượng trần số quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới kim cang tràng. Có thế giới tên là bất tư nghỉ sai biệt trang nghiêm môn, đức Phật ở thế giới đó hiệu là vô lượng trí. Phía trên thế giới hít diệu hương, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới kim cang tràng tên là bất tư nghỉ sai biệt trang nghiêm môn. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là vô lượng trí đang giáo hóa chúng sinh. Trên đó, ngang bằng với thế giới ta bà, có thế giới tên là thập phương quang minh diệu hoa tạng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là sư tử nhãn quang diễm vân, phía trên thế giới bất tư nghỉ sai biệt trang nghiêm môn, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật. Có thế giới ngang bằng với thế giới ta bà, tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân đang giáo hóa chúng sinh. Nơi đó phương trên cùng có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn. Phương trên cùng, thế giới trùng Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn đang giáo hóa chúng sinh các phật tử bên ngoài biển hương thủy thiên thành bảo diệp đó vị đại hạnh phổ hiền bồ tát lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật bên ngoài biển hương thủy thiên thành bảo điệp đó lại có người biển hương thủy trong mỗi biển hương thủy đều có một thế giới chủng mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới lại có biển hương thủy tên là diễm luân xích dịch quang trong biển đó có thế giới chủng tên là bất khả thuyết trùng trùng trang nghiêm kế lại có biển hương thủy, tên là Diễm Vân Xích Dịch Quang trong biển đó. Có thế giới trùng tên là Bất Khả Thuyết Trùng Trùng Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn. Kế lại có biển hương thủy tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Bảo Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Bố Trúng Bảo Võng. Trong biển đó có thế giới trùng tên là an bố thâm mật kế lại có biển hương thủy tên là diệu bào trang nghiêm tràng trong biển đó có thế giới trùng tên là thế giới hải minh liễu âm kế lại có biển hương thủy tên là diệu bào trang nghiêm tràng trong biển đó có thế giới trùng tên là thế giới minh liễu âm kế lại có biển hương thủy tên là nhật cung thanh tịnh ảnh trong biển đó có thế giới trùng tên là biến nhập nhân đà la võng Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhật Cung Thành Tịnh Ảnh, trong biển đó có thế giới trùng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Võng. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm, trong biển đó có thế giới trùng tên là viên Mãn Bình Chánh Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Trùng Trùng Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Chu Biến Bảo Diễm Đăng trong biển đó có thế giới trùng tên là tùy phật bổn nguyện trùng trùng hình kế lại có biển hương thủy tên là chu biến bảo diễm đăng trong biển đó có thế giới trùng tên là tùy phật bổn nguyện trùng trùng hình có các biển hương thủy như vậy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật các biển hương thủy như đã nói ở trên có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật nơi gần núi luận duy nhất có biển hương thủy tên là tích tập Anh lạc y trong biển đó có thế giới chủ tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thẻ. Nơi gần núi Đại Luân Vì Nhất có biển Hương Thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y, trong biển đó có thế giới chủ tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thẻ tính, trong đó phương dưới cùng có biển Hương Thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. Trong biển đó có thế giới tên là Phát Sinh Hoan Hỷ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh đức phật ở thế giới đó hiệu là kiên ngộ trí phía trên thế giới trùng hóa hiện diệu y có hai mươi tầng thế giới trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là phát sinh hoàn hỷ có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp thế giới đó có vị phật hiệu là kiên ngộ trí đang trẻ pháp luân giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều nhất số hạt bụi mười cõi phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là bảo võng trang nghiêm có các thế giới nhiều nhất số hạt bụi mười cõi phật tuần nhất thanh tịnh đức phật ở thế giới đó hiệu là vô lượng hoan hỷ quang phía trên thế giới phát sinh hoan hỷ trải qua các thế giới nhiều nhất số hạt bụi mười cõi phật ngang bằng với thế giới kim cang tràng có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp thế giới đó có vị phật hiệu là vô lượng hoan hỷ quang đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi phật ngang với thế giới ta bà có thế giới tên là bảo liên hoa sư tử tòa có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là tối thành tịnh bất không văn. Phía trên thế giới bảo võng trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới ta bà, tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh để làm huấn thuộc thế giới đó có vị Phật hiệu là tối thành tịnh bất không văn đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật đến phương trên cùng của thế giới chủng đó có thế giới tên là bảng sắc long quang minh có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc xung quanh tuần nhất thanh tịnh đức Phật ở thế giới đó hiệu là biến pháp giới phủ chiếu minh. Phía trên thế giới bảo liên hoa sư tử tòa trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi bày cõi Phật, tức cũng là phương trên cùng thế giới chủng hóa hiện diệu y, có thế giới tên là bảo sắc long quang minh. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, tuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là biến pháp giới phổ chiếu minh, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh, các Phật tử như vậy, trong các biển hương thủy, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết có phần. Có các thế giới trùng, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết có Phật, Đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát mani phương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Xin các vị chú ý, nghe cho kỹ. Như đã nói ở trên, trong các biển hương thủy, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết có Phật. Có các thế giới trùng nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát Mani Vương Tràng Trang Nghiêm Liên Hoa mà trụ. Mỗi thế giới chủng Trang Nghiêm bà mé đều chẳng có gián đoạn, mỗi thế giới chủng đều phóng quang minh báu sắc, đều có mây quang minh che phủ phía trên, đều có đủ Trang Nghiêm, đều có kiếp số khác nhau, đều có biển pháp, đều có chúng sinh đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì mỗi thế giới chủng mỗi thế giới hết thảy sự trang nghiêm bờ mé đều liên tục chẳng có chỗ nào gián đoạn mỗi thế giới chủng mỗi thế giới đều luôn luôn phóng ra quang minh báo sắc mỗi thế giới trùng, mỗi thế giới đều có mây quang minh che phủ phía trên mỗi thế giới chủng mỗi thế giới đều có đủ trang nghiêm mỗi thế giới trùng, mỗi thế giới trải qua kiếp số đều khác nhau mỗi thế giới trùng, mỗi thế giới đều có phật xuất hiện ra đời phật xuất hiện cũng khác nhau Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có Phật đang xét nói biện pháp. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều đẩy dẫy chúng sinh. Hình tướng của chúng sinh tuy khác nhau nhưng đều đẩy dẫy. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, mười phương pháp giới đều hướng vào thế giới đó. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có thần lực của tất cả Phật gia trì, khiến cho thế giới đó chẳng hoại mà trụ lâu dài. Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất cả thế giới đều nương đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ những thế giới đó tiếp gần với nhau tạo thành lưới thế giới trong thế giới hải hòa tạng trang nghiêm có đủ thứ sự khác nhau kiến lập khắp nơi trong mỗi thế giới chủng hết thảy tất cả thế giới đều nương tựa đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ đường thần lực của tất cả chư phật tất cả bồ tát mà trụ những thế giới đó đều gần với nhau tạo thành lưới thế giới do đó thế giới này thế giới kia vô lượng thế giới nương thần lực của Phật mà thành tựu. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, cùng nhau tiến lập khắp pháp giới để thành tựu thế giới. Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu hoặc nghe không hiểu đều có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương Cảng, thì có một bà cư sĩ đã hơn 60 tuổi vì bà ta bị điếc, cho nên mọi người đều gọi bà ta là bà điếc bà ta họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc Viên. Mỗi lần tôi giảng kinh thì dù mưa gió, bà ta cũng từ chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn 300 thẻm cấp mới đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe kinh thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta. Có người hỏi bà ta, bà đến nghe cái gì? Bà ta nói, tôi cũng chẳng biết nghe cái gì. Sự tình thì rất là nhiệm màu như vậy. Một ngày nọ khi giảng kinh xong, thì mọi người đăng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ ràng. Từ đó về sau bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta rất dụng công tu hành. Đó là tâm thành sở cảm. Do đó có câu Tinh thành sở trí kim thạch vi khai. Nghĩa là thành tâm đến cực điểm thì vàng đá cũng tan. Kiên thành tên Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bà cư sĩ điếc đó Ngoài sự điếc da còn có một chứng bệnh kỳ quái, mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn, nếu không ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nhà kinh, nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà đã đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng đều bó tay. Vào ngày mùng 7 tháng 2, tôi từ núi Đại Tự trở về Tây Lạc Viên. Bà ta bèn nói với tôi, sư phụ trong bụng của con có người nói chuyện. Tôi nói, trong bụng của con có người nói chuyện, có phải là con nít chăng? Con đã hơn 60 tuổi, vẫn còn sinh con cái chăng? Bà ta nói, con cũng không biết. Tôi lại hỏi trong bụng của con nói cái gì? Bà ta nói, sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì lúc đó ở trong bụng có người nói rằng, tôi không thích ăn vật đó. Con nói, người không thích ăn thứ này chứ thích ăn cái gì, ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa? Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa con nghe rất rõ ràng trong bụng có người nói như thế tôi nói với bà ta trong bụng của con có con nít biết nói thì phải sinh nó ra tối nay con hãy đi về nhà vào lúc nửa đêm con lên trước bàn phật thắp hương sau đó nhìn xem có phản ứng gì không bà ta xuống núi trở về nhà vào lúc nửa đêm lên trước bàn phật đốt hương hồi yên trong lúc tựa như ngủ mà chẳng phải ngủ tựa như mộng mà chẳng phải mộng thì nhìn thấy từ trong bụng của bà ta sinh ra ba đứa con nít mập mạp rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó lại thấy Bồ Tát Vi Đà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức, ba đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Vi Đà bèn sách tay ba đứa con nít, dắt đi mà chẳng biết đi đâu. Sau đó, bà ta cảm thấy trong bụng trống không rất là thoải mái. Từ đó về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết tất cả đều trở lại bình thường. Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có? Một đêm nọ lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy bà đứa con nít, đầu mập tay to rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó bà tiểu quỷ đó vào trong bụng của bà ta, trải qua 3 năm chịu đựng khổ sở, chứng bệnh mới hết. Thứ quái bệnh đó chẳng có ai tin, song không thể không tin, cho nên mới nói là rượu. Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó? vì đời trước có người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, nhưng bà ta không tin, cho nên đời này phải thọ quả báo đó, nhân quả tơ hào không sai. Chúng ta người tu đạo thứ nhất là phải có tâm từ bi, bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh khổ, bệnh hoạn là một sự khổ trong tám khổ. Lúc đó, nếu gặp người có tâm tử bi an ủi về mặt tinh thần, thì người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn. Tâm trạng khai sáng, bệnh nặng sẽ hóa thành nhẹ, nhẹ thì sẽ hóa không. Đó là trị liệu về tâm lý, cho nên Phật giáo đồ đều phải có tư tưởng từ, từ bi thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc bệnh, thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu số lửa bỏng, do đó có câu, quán nên mở không nên kết đừng lấy oán báo oán mà hãy lấy ân báo oán có người muốn biết ba đứa con nít đó là ai này nói cho các vị biết hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới còn gọi là diêm xà vì nó bỏ động ở dưới mái nhà còn đứa bé kia là ếch đến lúc chúng muốn tác quái đi khắp nơi hại người sau đó ba đứa con nít đó bị bồ tát vi đà bắt đi thả ở nơi hẻo lánh không còn tác quái nữa còn có chuyện niệm chú đại bi cứu được chứng bệnh bất trị vì hiện tại có người cần niệm chú đại bi cho nên hôm nay kể lại chuyện niệm không thể nghĩ bàn vào mùa xuân năm trước quả quy và cha của anh ta đi du lịch ở nước Anh đến nước Anh rồi cha của anh ta cảm thấy thân thể chẳng được khỏe bèn vào bệnh viện để khám thì phát hiện bệnh ung thư bất đắc dĩ mới về nước để chữa trị trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà thương cũng chẳng có hiệu quả chứng bệnh đó cho đến bây giờ cũng chẳng có thuốc gì chữa được. Lúc đó quả quỳ ở tại Phật giáo giảng đường, thì tham gia đoàn thể của chúng tôi cũng rất dụng công tu hành. Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng thì rất nôn nóng. Anh ta ở tại trường D Long Beach, điện thoại hỏi tôi làm thế nào lúc đó tôi đang ở hương cảng để cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết cứu kính có phương pháp gì giải cứu chăng lúc đó tôi nói với anh ta chỉ có một biện pháp giải cứu đó là mỗi ngày niệm 108 biến chú đại bi do đó anh ta chuyên tâm nhất ý niệm chú đại bi sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng minh bệnh ung thư đã tiêu trừ năm nay 1975 bất hạnh vì bệnh khác mà qua đời nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư mà chết quả quy thành tâm niệm chú đại bi cảm ứng bệnh ung thư của cha anh tiêu trừ bổn lai có thể sống lâu dài thêm mấy năm song cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc rượu được cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết tuy cha của anh ta đã chết nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối truyền vẫn nỗ lực niệm chú đại bi như xưa các vị hãy tinh tấn như đức phật thích ca đời đời kiếp kiếp đều tinh tấn chẳng sinh tâm thối truyền chú đại bi trị được nan y tật chứng đều hiệu nghiệm không thể nghĩ bàn bồ tát quán thế âm nói với đức phật rằng nếu chúng sinh tụng trì chú đại bi mà không sinh về nước các đức phật chẳng được phương lượng tam muội biện tài tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng tọa nguyện thì thề không thành tránh giác chỉ trừ người đó chẳng thành tâm Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuận lại nghĩa trên bẻ nước oan đực của Đức Phật, mà nói bài kệ rằng, Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nguyện ý thuật lại ý nghĩa trường hàng vừa nói ở trên về nương đại oai thần lực của Phật, dùng 101 bài kệ để nói rõ nghĩa trên. Thế giới hải hoa tạng, đồng pháp giới không khác, trang nghiêm rất thanh tịnh, an trụ trong hư không. Thế giới hải hoa tạng trang nghiêm và pháp giới, chẳng hai chẳng khác biệt, trang nghiêm là thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp đừng tự hư không mà an trụ do sức hút của phong luân nhiếp trì trong thế giới hải đó cõi nước không nghĩ bàn mỗi mỗi đều tự tại thầy đều chẳng hỗn loạn ở trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm đó hết thầy cõi phật và thế giới chủng nhiều không thể nghĩ bàn tại mỗi cõi phật mỗi thế giới chủng đều rất tự tại đều có quy luật chẳng có lộn xộn mà là ngay hàng thẳng lối thế giới hải hoa tạng cõi nước khéo an trí, hình thù dị trang nghiêm, đủ thứ dạng khác nhau. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có các cõi Phật và thế giới trùng nhiều những số hạt bụi, an trí rất ngày ngắn, hình trạng rất đặc thù, trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Tiếng chư Phật biến hóa, đủ thứ làm thể tánh, tùy nghiệp lực thấy được, cõi nước nghiêm sức đẹp tất cả chư Phật ba đời biến hóa ra âm thanh để làm thể tính của thế giới đó. Thế giới đó tùy nghiệp lực của chúng sinh mà kiến lập. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên thế giới có hình thủ trang nghiêm khác nhau, đủ thứ hình tướng cũng khác nhau. Đó là tùy nghiệp lực của chúng sinh mà hiện ra, giống như thế giới của chúng ta đang ở. Theo sự thấy của chúng sinh, thì là đầy ác năng trưởng, bất quá là có cây đất đá, sông ngòi biển cả thành tựu, Xong theo sự thấy của chư Phật Thì là thế giới thanh tịnh trang nghiêm Tất cả đều trang nghiêm bằng bảy bóng. Giống như ở phương Đông Sự thấy của chúng sinh và chư Phật Đều hoàn toàn khác nhau Tại sao? Vì trong tâm của chúng sinh ô nhiễm Cho nên sự thấy chẳng thanh tịnh trong tâm của chư Phật thanh tịnh Cho nên sự thấy đều là trang nghiêm Thế giới thật khác nhau chăng? Phải, chẳng giống nhau. Bạn mang gương màu xanh, để nhìn thế giới thì sẽ thấy người vật đều màu xanh, bạn mang gương màu đỏ. Để nhìn thế giới thì sẽ thấy người vật đều là màu đỏ. Tại sao về quan hệ bạn mang kính màu cho nên thấy thế giới có màu sắc? Chúng sinh tạo nghiệp chướng cũng lại như thế. Thế hình tướng cũng như thế, cùng một đạo lý. Một sự việc mà đứng trên lập trường để xử lý khác nhau thì sẽ kết luận khác nhau. Tại sao? vì là chủ quan chứ không phải khách quan, cho nên mới có lối nhìn và kết luận khác nhau. Vì tùy theo nghiệp luật của chúng sinh cho nên mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều có sự nghiêm sức vì diệu không thể nghĩ bàn.